Rồi, xin chào tất cả mọi người ha. Thì hôm nay làm video này thì chia sẻ với mọi người một cái cách mình hôm nay mình ủ cái phân bò để mình sau này mình sử dụng cho cây nha đam. Thì trong mùa mưa thì lý do lúc trước mình sử dụng cái phân bò nó trực tiếp mà thì mùa mưa bây giờ nó ảnh hưởng cây nha đam mình, là nước phân ra nó không tốt. Giờ mình quyết tâm là mình làm nó cho nó bài bản lại, mình sẽ ủ phân để mình sử dụng lâu dài luôn. Đó, đây là cái vườn nha đam nhà mình. Đây là một cái khoảng 200 cây con mà mình mới ươm ra. Thì những cây con này khi nó lớn lên thì mình sẽ bán cho khách bằng cách là mình bán cây con giống hoặc là mình bán chậu nhỏ luôn. Thì cái diện tích đất của mình hiện tại bây giờ nó cũng còn rộng nhiều nên mình sẽ ươm ra cho cái vườn nó lớn lớn một tí. Đó. Còn bên đây rất là trống. Rồi, chia sẻ mọi người cách ủ phân ha. Cái lượng phân bò mà mình chuẩn bị ủ. Đó. Đây, tổng cộng là có khoảng 40 bao phân bò. Mình sẽ tiến hành ủ. Thì cái thời lượng để ủ cái phân bò này tầm khoảng 2 tháng thì mình mới có thể sử dụng được. Thì mình dự định là cái lượng phân này mình sử dụng trong 1 năm. Để mình bón 1 tháng mình bón cho cây 1 lần vậy đó. Thì mình dự tính là khoảng 1 năm mà không biết nó đủ không. Đây, giới thiệu với mọi người đây là cái thuốc mà mình chuẩn bị để mình dùng nó để mình ủ phân ha. Là khi mình ủ phân thì mình rải cái lượng thuốc này lên cái lượng phân mình ủ. Thì hàng này là Ibio đó, Ibio New 3 đó. Thì có một cái ông anh ông đã sử dụng này rồi. Hàng này là cái dạng vi sinh. Thì hiện tại người ta sử dụng này rất là nhiều nhưng mà này nó bán cũng rất ít à. Ngoài các cửa hàng hầu như không có bán à. Mà cái này là mình mua tại cái trang web của công ty luôn. Đó, một bịch này là 120 ngàn. Thì người ta nói cái thằng này nó ủ rất là nhanh, nó sử dụng vi sinh này kia, nó mạnh hơn cái thằng thì những cái thằng mà hiện tại sử dụng ngoài thị trường nó không bằng này ha. Phân nó ủ ra thì nó rất là mịn đó, do đó thì mình sử dụng thằng này là tầm khoảng 2 tháng thì mình có sẽ có lượng phân mình xài đó. Bây giờ khi mình tiến hành ủ ủ có kết quả như thế nào, phân như thế nào thì có thể là làm một cái video để chia sẻ với mọi người nữa ha. Thôi giờ mình tiến hành mình ủ phân ha. Đây, mình nói sơ qua cái công dụng của phân này, đó là xử lý chất hữu cơ nè, phân bò, phân lợn, phân gà là các phế phẩm nông sản nè đó. Làm đất tươi xốp phì nhiêu đó, nâng cao khả năng kháng bệnh cho cây luôn. Thì cái bịch này là trọng lượng nó là 1 kg, khối lượng nó 1 kg thì nó ủ được khoảng 1 tấn phân bò đó. Bây giờ mình ủ thử coi chất lượng như thế nào ha. Rồi, đầu tiên là mình sẽ trải một lớp phân bò, nó có dày lên khoảng 20 cm ha. Rồi sau đó mình lấy cái bột thuốc của mình đó, mình sẽ rải đều lên, rắc đều lên. Thì cứ nghe nhiều lớp như vậy khoảng 1 mét thì mình sẽ tiến hành mình tưới nước. Đó, bây giờ mình sẽ rải bột lên ha. Giới thiệu với mọi người đây là cái bột phân ủ của mình. Đó. Thì hàng này là nó là dạng hữu cơ ha, có vi sinh này kia. Thì hiện tại của mình là một cái lớp phân dày khoảng 10 bao, mình của mình là 40 bao thì có việc 10 bao thì mình sẽ rải một lớp. Đó. Bây giờ mình sẽ căng để mình chia cho nó liều lượng cho nó đúng. Đó. Này là 1 ký thì này thôi mình căng 200 g mình rải. Chia tương đối cho nó đều đều ra. Để cho cái lượng thuốc nó đều với các lớp mặt. Rồi. Bây giờ mình sẽ rải lên. Rồi, mình mới rải một cái lớp thuốc lên. Thì cứ như vậy mình sẽ tạo thành nhiều lớp, mỗi lớp mình rải một lần thuốc vậy đó, cho nó thấm đều từng lớp ha. Rồi sau đó mình chạy nước để tạo cho nó cái độ ẩm. Thì ở đây nó hướng dẫn là khoảng 1 tháng thì mình đảo lại, khi mình thấy mà lớp dưới nó hơi mục vậy đó, mình sẽ đảo lại cho nó đều lượng phân. Thì sau 2 tháng thì mình có thể sử dụng được cái lượng phân này, mình bón từ từ cho cây. Rồi thôi bây giờ mình tiến hành mình ủ tiếp ha. Rồi, đây là cái lượng phân mà hôm nay mình ủ rất là nhiều luôn á. Cái này là 40 bao. Thì ở đây cứ phân bò của mình á, mình mua thì mỗi bao là 10 ngàn, tức là cái đống này với tiền thuốc này kia luôn chắc khoảng 700-800 ngàn. Thì mình dùng cho 1 năm thì rất là ngợi ha, và rất là tốt. Chứ mình mua phân ngoài thị trường thì rất là mắc, bao tới 200 mấy nữa. Mà xài không được bao lâu hết trơn. Rồi bây giờ mình sẽ tưới nước nữa, cho nó ướt để nó tăng cái độ ẩm, rồi sau đó mình đậy cao su lại ha.
Đây mình tưới nước cho nó ẩm ướt, sau đó mình đậy cao su lại thì cho nó tăng cái nhiệt độ lên, nó nhanh mục hơn. Này đậy cao su nữa là xong. Thì các bạn nếu mình trồng nhiều á thì tốt nhất là mình nên ủ để mình sử dụng cái nguồn phân lâu dài, và nó tốt cho cây chứ đừng có bỏ trực tiếp. Lúc trước mình bỏ trực tiếp rất là dở, bây giờ mình sẽ quyết tâm làm lại bài bản. Cái này khoảng 2 tháng nữa mình sử dụng rồi. Rồi thôi, chào tất cả mọi người ha.